Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn là một ngày có thể kiếm được 30 rất chỉ cực kỳ đơn giản luôn. Có nghĩa là mình ở nhà ngồi chơi rồi, hoặc là đi làm vẫn có thể kiếm được. Cái này chỉ tranh thủ mình chỉ lên tầm nhúc nhát tầm 50 phút thôi. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào đăng ký cho tất cả các bạn xem nhé. Nhưng mà cái này các bạn nhớ là không thể gửi được qua Facebook nhé, chỉ gửi được qua Gmail thôi. Nếu mà bạn nào muốn đăng ký ấy, thì hãy comment bên dưới để lại Gmail cho mình ở cái video này, mình sẽ gửi qua cái đường link đấy cho. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào cái Gmail của mình nhé. Ok, đây Gmail của mình đây. Nhớ là không gửi được qua Facebook và Zalo nhé, chỉ gửi được qua Gmail thôi. Ok, mình sẽ vào cái đường link của mình sẽ ấn vào đây để đăng ký nhé các bạn nhé. Đây, đây là cái giao diện của nó. Trang này là trang Blog Smart. Đấy, mình ấn vào đăng ký là sẽ được cộng 50 cái búa này. Đây, những ai mà có tài khoản rồi thì sẽ ấn vào sign up. Còn mình thì mình sẽ đăng ký cho tất cả các bạn xem nhá. Ok, mình sẽ ấn vào Clear Chrome để mình đăng ký cho tất cả các bạn cùng xem. Nhớ nhá, bạn nào muốn kiếm tiền thì hãy nhớ để đường Gmail ở dưới cái video này của mình sẽ gửi qua cho. Ok, mình sẽ đăng ký cho các bạn xem nhá. Tên là gì cũng được. Làm ơn luôn. Gmail là làm ơn. Cộng g mai nữa com mình nhập mật khẩu nhá, cái link này mình cũng không chơi đâu nên là ai thấy cũng được. Ok, ok mình đã nhập mật khẩu xong nhá. Bây giờ mình sẽ ấn vào đăng ký nhé các bạn nhé. Ok, thì khi mình ấn được đăng ký xong nhá, của nhiều bạn khác thì nó sẽ cộng 50 búa, của mình thì nó chỉ được 35 búa thôi. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn từng phần một trong cái ứng dụng này nhá. Rất chi là hữu ích luôn các bạn ạ. Thì đầu tiên mình mở vào cái giao diện như này, mình sẽ ấn vào US setting để mình, có nghĩa là mình kích hoạt cái Gmail của mình nhá. Có nghĩa là khi mình làm một cái gì đó mình lúc nào mình cũng phải kích hoạt, kiểu như Facebook thế, kích hoạt số điện thoại. Còn cái này mình phải kích hoạt Gmail nhá. Mình sẽ vào cái chữ US setting này, có chữ gạch gạch đây nhá các bạn nhá. US setting này gạch gạch này. Ok, để mình kích hoạt nhá. Đây là vần nỗi là vào một đây. Ok, mình sẽ ấn vào click to verify để mình kích hoạt nhá. Kích hoạt thì khi mình rút tiền ấy thì nó sẽ nhận cái Gmail này của mình. Còn không thì nó làm gì biết mình là ai. Mình phải kích hoạt cái Gmail này nhá. Ok, mình sẽ ấn vào click to verify. Đấy. Đấy, ok chưa? Đấy, mình đã kích hoạt Gmail ADD xong. Ok, mình sẽ ấn ok nhá. Khi mà mình ấn ok xong ấy, mình sẽ thoát ra. Thoát ra mình sẽ vào Gmail của mình. Mình sẽ vào Gmail của mình. Đây. Chờ một lúc nó sẽ gửi một cái thông báo đến. Chưa thấy gửi nhỉ. Để mình thử vào lại. Nó phải gửi thông báo về đây, nó có nghĩa nó không gửi thông báo về đây cũng được, nhưng mà mình cứ đợi nó gửi thông báo về đây á. Mình vẫn chưa kích hoạt được. Ấn lại. À, cái ứng dụng này nó rất nhiều quảng cáo luôn các bạn, nên nó hơi bị rắc rối. Điện thoại bạn nào mà đơ thì thôi rồi. Nó hơi nhiều quảng cáo, bởi vì nó có quảng cáo thì nó mới trả đô cho mình phải không? Nó mà không có quảng cáo thì ai trả đô cho các bạn? À, ok, mình sẽ ấn vào US để xác nhận nhé. Này vẫn chưa xác nhận được này, nó phải gửi được cái mail về, nó phải gửi được cái Gmail về cơ. Mình kích mấy lần nào. Ok, mình thử thoát ra xem nó gửi chưa.
nó phải gửi vào mai về mới được. Sao lâu thế nhỉ? Ok, thì các bạn thì nếu mà bạn nào chưa gửi Gmail về thì các bạn đợi nhé. Đợi lúc nào nó gửi Gmail về, còn mình thì mình đợi tí nữa mình vào sau cũng được. Ok, đấy là mình hướng dẫn cho tất cả các bạn kích hoạt nhé. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn là cách chơi, đấy, cách đập hộp để kiếm đô nhé. Bởi vì nó nhiều quảng cáo quá, thoát ra thoát lại rất chi là lâu. Ok, mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn kiếm đô. Đơn giản thôi. Ok nhá. Thì bây giờ mình đang có 35 búa. Bây giờ mình đang có 35 búa. 35 búa nhá và không có đồng nào nhá. Không có đồng nào nhá. Ok. Đầu tiên mình sẽ ấn vào đây nhá. Đây nhá. Đây là how on này. Cứ là 1 tiếng các bạn được 5 cái búa này. Đấy, 1 tiếng. Nhưng mà các bạn phải kích vào cái clear bon hit này. Đấy. Nó nhiều quảng cáo quá. Đấy. Ok, bạn đã được 5 búa, đâm hit gọi là 5 búa, ok. Đấy, lên 40 chưa? Đấy. Đấy, lại sau 1 giờ nữa các bạn sẽ được cộng 5 cái búa nữa. Đấy. Bạn sẽ được cộng 5 cái búa nữa. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn là cách đập để kiếm nhá. Mình sẽ ấn vào cái trừ cái hộp này, các bạn nhìn thấy cái hộp này chưa? Các bạn sẽ ấn vào này. Đấy. Nổ chưa? Nhiều quảng cáo quá. Đấy, mình đã được 73 đô. Quên, xin lỗi, 0,73 đô nhá. Đấy, kiếm thử 1 đô xem nào. Kiếm tầm 20.000. Đấy, các bạn cứ đập như này nhá. Hết búa các bạn lại đi kiếm. Ui, đập đen thế. Đấy, lại được tặng một cái viên ruby này. Đấy, 28, đã được 1,01 đô nhá. Mình vẫn còn 34 cái búa. Ok, thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn các phần trong này nhá. Thì đầu tiên nhá. Đầu tiên mình sẽ đây này, đây là ngôi sao này, level của mình này, đủ 100 XP mình sẽ lên level 1 nhá. Đây, đây đôi có nhiều phần lắm. Ví dụ như là phần này này. Phần này là để các bạn copy cái link này nhá, copy cái link này các bạn gửi cho tất cả mọi người nhá. Nếu mà gửi nhớ các bạn phải gửi qua Gmail nhá thì nó sẽ được tặng XP này, tặng búa này, ok chưa? Copy link nhá, nó rất nhiều phần luôn. Phần offer này có nghĩa các bạn khảo sát đấy nó sẽ được búa nhá. Đây nha, nó rất nhiều phần khảo sát luôn, để khảo sát được 40 búa, 100 búa này, 400 búa này, nhưng mà phải khảo sát chuẩn thì nó mới thưởng. Mình thì mình chỉ khảo sát được cái 50 búa thôi. Ok chưa? Ok nhá, đây là phần khảo sát để kiếm búa tiếp nhá. Ôi nhiều quảng cáo quá. Đây là phần khảo sát để kiếm búa nhá. Đây nữa này. Đây là phần cutting này. Cutting này. Phần này thì nó mình đủ những cái này thì mình được một cái bình nhá. Đủ những cái này mình được một bình nhá, mình cứ chơi đi. Sau rồi khác nó khác phải hướng dẫn mình đủ. Ôi. Xin lỗi các bạn nhá, bởi vì máy mình nó nhiều quảng cáo quá, thoát ra thoát vào nhiều. Đấy nhá, đấy là phần casting nhá. Đây, đây là phần là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một phần nữa, đây phần điểm danh hàng ngày. Đây là phần quà, mình có tiền thì mình mua nhá. Như rất nhiều quảng cáo nhé, cái này bởi vì có quảng cáo nó mới trả nhiều đô cho tất cả. Đây, mình hướng dẫn cho tất cả các bạn nhé, cách điểm danh nhé. Ví dụ đến 7 ngày thì mình sẽ tăng được rất nhiều XP. Hôm nay ngày đầu tiên mình sẽ ấn kích vào. Đấy, mình điểm danh một ngày nhá, mình được tặng 2 búa. Đủ 7 ngày nhá, các bạn nhớ phải điểm danh liên tục nhá, trong 7 ngày cứ 24 giờ đấy, một ngày được cộng một cái búa này, 2 ngày 2 búa này, 3 ngày 3 búa, 4 ngày 5 búa này, 10 ngày này, 6 ngày này, 7 ngày này. 7 ngày là bác bạn được cộng 100 búa nhá. Các bạn nhớ là phải đủ một đủ 7 ngày các bạn sẽ được cộng 100 búa, lúc đấy là thừa tiền nhé. Ok. Thì đây là level của bạn này. Đây, bây giờ mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn là cách rút tiền nhá. Cách rút tiền các bạn sẽ ấn với chữ S này. Cái này phải đủ 100 đô các bạn mới rút được nhá. Đây, mình mới được chưa được 1% luôn.
Đấy, vì mình mới có một ad sao rút ở đây. Các bạn rút được pay này, skin này, not này, rất nhiều phần luôn. Ok, giờ Bitcoin này, ok. Đấy, các bạn cố gắng mời thật nhiều người này, chia sẻ link này. Đấy, khảo sát được nhật nhiều búa này. Đấy, đập nào may mắn nhỉ, cho nhanh nhá. Mình chỉ làm trong 10 ngày là mình được 100 S rồi. Đấy, mình khảo sát toàn cái 50 rồi. Ok, thì video tiếp theo mình sẽ dạy tất cả các bạn làm khảo sát nhá. Ok, thì chúc các bạn kiếm được nhiều đô ở cái trò này nhá. Ok, xin chào tất cả các bạn. Thank you các bạn. Nhớ đón video tiếp theo của mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn cách khảo sát nhé. Ok, xin chào tất cả các bạn.